生依稀逝去，问有谁怕的相对，今天我乱闯江湖，对此生不知后悔，难得今朝共聚，负了情岁月唏嘘，可惜我渐觉心寒，怕到光处处逼近，我的心豪情尽失，也不怕愁，告别不见，收刀剑，元气功名，理得他血染光明。đường chạy rồi, người mau trao lá thư cho ta. Ta không để người chết dễ dàng gì đâu. Đừng lại đây.
Xém chút tôi hụt hơi luôn đó. Nói đi. Hồi nãy rất nguy hiểm và gây cấn. Đuổi theo từ con hẻm nhỏ ra tới đường lớn đó, rồi từ đường lớn đuổi ra tới dàn xe. Con phải là anh cái này, muốn hỏi anh bắt được mấy tên thôi à? Bắt được mấy tên thì nói đi. Ba tên. Anh mà tôi phải thua tiền đó, anh có biết không hả? Anh thấy chưa? Tôi thua hết tiền rồi, bắt tôi phải chuyện gì vậy? Tiếp đi, tiếp tục chơi tiếp, đừng có la nữa. Cậu ở tiệm mà chơi gì nữa. Cháu không à, cha của cháu là giỏi thiệt đó, cha của Tú tìm đến người đập rồi, đã mặc đồ liễm rồi á, không ngờ cha của cháu đã trị chồng khỏe lại, không thể tưởng tượng. Chưa như vậy, sao mà? Ơi, không phải vậy đâu, bây giờ ở trong Trấn Thành Đức à, ai cũng biết là tên Tiêu Trấn Hải mà. Ê, đâu có phải chứ, tôi chỉ là cố gắng sức mình thôi mà. Còn nữa, cha của tôi á, chẳng những đã khỏe lại, bây giờ ông còn đi được nữa. Điều đại phù, ông thật là ân nhân cứu mạng của cha tôi đó. Nhìn ngoài đừng có sống, đây là phước của ông đó. Cha. Không, có làm mệt như vậy hay là đừng có làm nhỉ? Hả? Đâu có gì mệt chứ. Không mệt hả? Không mà tại sao như vậy chứ? Con thể qua mắt được cha đâu à. Không à, con đừng tưởng là cha muốn nhắc lại chuyện cũ nha. Dạ, con biết cha muốn nói cái gì rồi. Cha đã nói nhiều lần với con rồi, con làm ở trong nhà không có gì tốt đâu chứ hả? Về giúp việc cho cha đi, gia đình chúng ta hành đi từ năm đời trước đó mà.
Chính vì chúng ta hành đi từ năm được trước, cho nên con không muốn làm đại phu nữa. Vì con không muốn cha trường con nói đó mà. Tự ép mình làm những cái chuyện mà mình không thích làm. Hey, không biết con tính sao nữa. Con làm bộ đầu có gì tốt đâu chứ. Văn không được, võ cũng không được. Chỉ đi tuần ở ngoài đường thôi, đâu có tương lai gì đâu hả? Ai nói làm bộ đầu không có tương lai chứ hả? Chẳng hạn như là thiên hạ đệ nhất danh bộ Cổ Thiên Ngân gì đó, quản lý đại thần cơ, rất là oai phong đó. Trên đời này có mấy người như Cổ Thiên Ngân vậy chứ hả? Cha không nói nhiều với con nữa. Ngày mai cha lên nói với vị lão già là con không làm nữa. Vị lão già là bảo thần của cha, cha không sẽ hứa mà. Cha làm như vậy đâu có được chứ. Ai nói là không được hả? Cha nói đàng hoàng với con chịu nghe. Biện pháp mẹ không được bắt buộc phải dùng biện pháp cứng thôi. Cho con biết nha, mà khỏi tới cha môn nữa. Cho dù con không làm bộ đầu, con cũng không dễ quán chính việc cho cha đâu. Thiệt là bất hiếu à. Con dám làm nghịch với ý cha hả? Cha cho con tự chọn lựa con đường đi có được không? Không à. Đại nhân à, tôi đã vô coi rồi, trong nhà không có ai hết. Chúng ta ở đây một đêm, mai tiếp tục lên đường. Ra đi. Ta là Tuyên Hồn bộ đầu của Trấn Thành Đức. Ta hỏi người, các người ở đây làm gì? Người ở trong đó là ai vậy? Đối với người không có ích lợi đâu. Kêu người đi về thì đi về đi. Chú dẫn người này theo tay dạy nhà môn đi. Ta là bộ đầu của Trắng này, tên Tiêu Hùng. Đúng lúc có vậy, đạo nghiệp đó. Thật ra các người là gì? Tổng quản của trại tầng cơ Cổ Thiên Ngân. Thì bảo đâu? Tại sao cũng tự biết y thuật? Gia đình của ta hành y đã năm đời rồi, cho nên nói về y thuật ta cũng biết sơ qua. Theo công tử thấy, người đó sẽ sống được bao lâu nữa? Người đó đã bị trúng độc, sâu vào ngũ tạng lục phủ, hơn nữa cả mắt của ông. Đừng nói chuyện dối. Thật ra sống được bao lâu nữa? 2 ngày, nhiều nhất là 2 ngày thôi. 2 ngày. Từ đây đi tới kinh thành 300 dặm. 300 dặm. Hắn không thể chết được. Có cái nào giữ mạng không? Trừ khi mỗi ngày có người dùng kim châm giải độc cho ông, qua mai có thể kéo dài được 10 ngày. 10 ngày đã đủ rồi. Nhưng mà y thuật của người đó nhất định phải cao siêu lắm, vì chỗ phải chăm cứu toàn là quyệt đạo quan trọng ở trên thân thể của ông. Công tử dám nhận trách nhiệm được không? Tiểu nhân không dám. Này nhớ, không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu. Có người lăn lộn cả đời,
cũng chưa có được cơ hội tốt một lần đâu. Được rồi, Tiến cho bằng lòng nhận trách nhiệm này. Tốt lắm, ta thích nhất là những người thẳng thắn. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải áp giải trên tội phạm giết người lên kinh thành cho hoàng thượng đích thân thẩm vấn. Cho nên nhiệm vụ này gian truân lắm. Tiến nhân sẽ cố gắng hết sức của mình hoàn thành nhiệm vụ cho cổ đại nhân. Được. Cây đào nhất định phải có máu người và có linh khí tặng cho công tử. Đa tạ cổ đại nhân. Vua, kể từ ngày hôm nay công tử này sẽ lên đường với chúng ta. Đỡ không thành vấn đề. Anh bạn trẻ chịu khó một chút đi nhà. Nhiều quá cho nên tay thấy rung hả? Chắc là nó hẹn tôi tới gặp, xin hỏi có chuyện gì? Tôi theo dõi công tử đó 3 ngày 3 đêm, thấy công tử giết hết người này tới người kia, cách hạ thủ quả nhiên là sạch sẽ và gọn gàng. Làm nhiều quá sẽ quen tay, giết nhiều người quá đương nhiên sẽ thành thạo mà. Các đại nương, xin hỏi có chuyện gì? Tôi muốn tính chuyện buôn bán với công tử. Có người kiếm tôi nhất định không từ chối. Xin hỏi Trác đại nương lần này cảm thấy người nào không thuận mắt, muốn định bằng này đi giết người đó vậy? Tôi không phải nhờ công tử đi giết người, mà là đi cứu người. Cứu người? Cứu ai vậy? Trác Thành Phong. Trác đại ca bị người ta bắt sao? Sao mà sơ ý quá vậy? Thật ra võ công của Trác đại nương cũng cao lắm mà, tại sao không đi cứu ảnh mà phải nhờ tới ta vậy? Chuyện này công tử đừng có hỏi, tôi chỉ muốn biết công tử có chịu nhận lời hay không thôi. Nhận, đương nhiên là tôi nhận mà. Nhưng mà người đủ sức bắt Trác đại ca, hắn không phải là một người tầm thường đâu. Về giá tiền chắc phải thương lượng lại đó. Đây là phân nửa tấm ngân phiếu 3.000 lượng. Nếu như công tử cứu được Trác Thành Phong, nửa tấm còn lại sẽ thuộc về công tử. Được, đại nương quả nhiên là thẳng thắn. Cái giá cao như vậy tôi nhất định sẽ nhận lời. Xin đại nương yên tâm đi.
gì mặt mày xanh lè vậy? Cha chết thôi mà, còn gì phải sợ. Giết nó mà tại sao không giết? Vì vì tôi chưa có giết qua người. Báo, người có biết không, nhân từ giết cả địch tức là tàn nhẫn với bản thân mình. Báo, có sao không? Báo, người biết phải làm sao mà. Chúng ta đi. Cái gì? Cái gì làm gì? Tôi quen với anh đó. Anh đã thành phế nhân rồi. Anh đi không được, tôi sẽ cõng anh về săn sóc cho anh đó mà. Nhiệm vụ của ngươi là săn sóc cho Trác Thành Phong. Những chuyện khác cũng khỏi bằng tàu. Mấy người làm vậy đâu có được chứ. Vì ngươi đã hại chết đó. Chuyện ngày hôm nay ngươi phải nhớ mãi. Cô Đại Nhân, tôi xin Đại Nhân hãy cho anh theo chúng ta lên đường đi. Chúng ta đi. Cô Đại Nhân, chú anh làm ơn đi, anh làm ơn đi. Bao, Bao ơi, Bao. Coi đây, hay là chúng ta quay về cứu Hắc Báo đi. Mày nhất tình Hắc Báo nữa ta sẽ giết ngươi liền. Bồ nãy võ công rất là quái đà, ra tay ác độc. Theo cách hạ thủ của tụi nó, hình như là người của Phi Thiên gặp được. Nếu phải thì phiền phức lắm. Bây giờ chúng ta hành động phải cẩn thận mới được. Ví dụ đi theo nó. Hắc Báo, Hắc Báo, tôi đã hại chết anh rồi. Làm gì hả? Người khóc hả? Hắc Báo, tôi hỏi người có biết mắc cỡ hay không? À, dù sao ngươi cũng là đàn ông con trai, tôi không ngờ ngươi khóc. Hắc Báo chết thật là quan ngủ. Vì nó không ngờ ngươi vô dụng đến nỗi như vậy là không được cái gì hết. Tốt rồi, bây giờ Hắc Báo chết hết cho ngươi rồi, vậy ngươi chịu chưa? Ngươi đừng nói nữa. Ta không hiểu tại sao ông lại lựa thứ người như ngươi vậy để lên đường thay chúng tôi. Có ngươi đi theo sợ hãi người hãi mình thôi. Anh Hai à, tôi xin anh đừng có đứng gần tôi vì tôi chưa muốn chết. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Bây giờ ở đây không có ai, nhưng người ở đây đã chết hết rồi. Ngươi mà đi về nhà cày ruộng đi. Đường của chúng tôi không thích hợp cho anh đi đâu. Đúng, người làm như vậy mới giống là người đàn ông. Người còn có chút hy vọng sẽ đi tới kinh thành. Nếu mà người làm như hồi nãy vậy, ta dám nói nổi trong 10 ngày chắc chắn người sẽ chết.
đại nhân, rượu về rồi ăn đã chuẩn bị xong rồi. Mời đại nhân vô chồng. Sao ngươi biết ta là cô đại nhân? À vậy tôi thừa lệnh của tuần phủ đại nhân tới đây tiếp đại nhân đó. Vợ tuần phủ đại nhân biết ta đi ngang chỗ này sao? Dạ phải. Ông còn dặn tiểu nhân chủ lời với đại nhân là ông đang chờ ở nhà môn, mà đại nhân nhất định phải đi. Đại nhân lâu rồi đó, mời ngồi. Cảm ơn. Thì ra là Trương đại nhân, để Trương đại nhân phải chờ lâu, xin lỗi. Đại nhân là khách sáo mà. À đúng rồi, à, thì nhớ chúng ta không gặp mặt đã cả năm rồi. Phải. Sau lần cùng uống rượu với đại nhân ở Nhạc Dương lầu, thật sự đã một năm rồi. Một năm. Đúng là một năm rồi ha. Hạ Hoàng có nhiều lần muốn tới thăm đại nhân, tiếc rằng trong thời gian qua bận về công vụ. Xin đại nhân được khách sáo. À đúng rồi, hôm trước ở Hàng Châu tôi có mua cái bình đường thuốc người tặng cho đại nhân. Đại nhân thích không? Bình thuốc người. Thích lắm, thích lắm. Cái bình thuốc người đó thiệt là đẹp lắm. Tôi thích lắm, thích lắm. À cổ đại nhân, bây giờ chúng ta nhập đề đi nha. Hôm nay tôi tới đây là nhận được mật chỉ của hoàng thượng, tiếp nhận khâm phạm Trác Thành Phong. Vậy sao? Nhưng mà hoàng thượng đã dặn dò tôi rất kỹ càng, tôi phải đích thân áp giải tội phạm đến kinh thành. Cổ đại nhân, chắc đại nhân cũng biết rõ tánh của hoàng thượng chứ. Có lẽ hoàng thượng đột nhiên đổi ý cũng không chừng. Tôi chẳng qua là thừa lĩnh hành sự mà thôi. Cổ đại nhân, xin xem việc. Quả nhiên là mật chỉ của hoàng thượng, làm phiền Trương đại nhân quá. Cổ đại nhân, đại nhân yên tâm đi, tôi sẽ giải tội phạm này lên kinh thành một cách an toàn. Nếu vậy thì tốt. À đúng rồi, đã lâu lắm chúng ta không có ngồi chung uống rượu rồi, hôm nào lên Nhạc Dân lâu uống rượu nha. Nhạc Dân lâu hả? Tốt lắm, tốt lắm. Hạ Hoàng sẵn sàng đi với đại nhân đó mà. Nhưng mà vì thời gian quá cấp bách, Hạ Hoàng phải lên đường gấp. Thì gấp như vậy sao? Nhưng hoàng thượng có lệnh phải sớm ngày giải tên tội phạm này lên kinh thành. Trương đại nhân, đại nhân nói sẵn sàng đi với tôi, đột nhiên tôi cảm thấy vui vẻ. Hay là bây giờ chúng ta đi ra ngồi uống rượu đi nhỉ? Bây giờ tôi thấy làm như vậy không được tốt lắm. Có đại nhân, tôi đề nghị đại nhân trao tội phạm ra trước đi. Thế tôi thấy chuyến buôn quán này giá tiền chắc là cao, cho nên Phi Thiên Cẩm Lư cũng phải đích thân ra tội. Cậu đại nhân, đại nhân muốn nói cái gì? Hay lắm, vì chúng thuộc của ngươi quả nhiên là cao siêu. Tiếc rằng ngươi đã quên hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta không bao giờ cùng ngươi uống rượu tại Nhạc Dân lầu. Thứ nhì, ta không có tặng bình đựng thuốc ngửi cho ngươi. Cổ thiên hùng người giỏi thì, nếu mà ta tiếp tục diễn màn kịch này với người nữa, không chừng ta sẽ tha mạng cho người. Nhưng mà bây giờ người tự tìm vào con đường chết rồi. Thank you.
Phi Thiên Cầm Lược, ngươi lại bại với tay của ta một lần. Anh rút đau càng ngày càng nặng nữa. Bây giờ làm sao? May là có đại nhân nghĩ ra được cái này. Nếu như không chúng ta mắc vào cái của Đình Đằng rồi. Bên kia có một cái sân trang, qua coi ở nhà một đêm có được không? Xin hỏi có ai không? Có ai không vậy? Các người là ai? Dám đến đây phá sân trang của chúng tôi? Cô Nương, chúng tôi đi ngang qua chỗ này vì đi kiếm quán trọ không kịp, cho nên xin ở nhà một đêm thôi. Ở đây không có chỗ cho các người ở, các người đi đi. Bây giờ đang mưa lớn, chúng tôi không thể lên đường nữa đâu. Cô làm ơn làm phước đi mà. Cái này là chuyện của các người, ở đây không phải là quán trọ. Tiểu Thơ, xin hỏi các vị có chuyện gì hả? Sân trang của chúng tôi không tùy tiện tiếp đãi những người không quen biết đâu. Cô Nương, hai chúng tôi đi ngay chỗ này vì không kịp đi mướn quán trọ, cho nên nhờ một đêm. Hai người hả? Sao tôi nghe được tiếng của ba người vậy? Có một người bị xiềng lại phải không? Cô Nương, tôi xin nói thật, thật ra chúng tôi là bộ đầu của triều đình. Bây giờ giải tội phạm và triều đình đã định tội, xin cô Nương giúp đỡ chúng tôi. Được, nếu như nhị dị đang làm nhiệm vụ quan trọng, tôi cho nhị dị ở đây một đêm nha. Cảm ơn cô Nương, xin cô Nương cho biết quý danh. Tiểu nữ họ Đinh. Thì ra là Đinh cô Nương, tại hạ họ Tiêu, tên là Hùng. Thì ra là Tiêu công tử. Các người đưa Tiêu công tử vào phòng khách nghỉ ngơi đi. Chào công tử. Mời như vậy. Cảm ơn. Theo tôi thấy chủ nhân của nhà này chắc là thích âm nhạc. Ta không ngờ anh cũng biết ha. Lâu lắm rồi không có đàn, ngón tay đã cứng hết rồi. Anh có học qua hả? Gia đình tôi mấy đời trước đều là nhạc sư nổi tiếng ở Lạc Dương. Vậy tại sao lại tham gia trại thần cơ vậy? Tham gia trại thần cơ là tâm nguyện lâu nay của tôi. Làm người cảm thấy vui vẻ nhất là khi mình được hoàn thành tâm nguyện. Người thấy bi quan nhất là đến lúc đạt được tâm nguyện của mình rồi mới biết tất cả đều là giả dối. Bạch đại ca, tại sao anh nói vậy? Tôi bỏ hết tất cả, luôn cả danh lợi và vợ con, mục đích là tới tham gia trại thần cơ. Nhưng có một ngày tôi phát giác được, tôi không biết hiện tại tôi đang làm cái gì. Cho dù là sao, bây giờ anh vẫn đang góp sức cho triều đình đối phó những phần tử xấu. Phần tử tốt là sao, phần tử xấu là sao? Thứ người chuyên môn làm những chuyện ác như Trác Thành Phong vậy đều là người xấu đó. Chính mắt người thấy hắn giết người sao? Chính mắt người thấy hắn làm ác sao? Chúng ta chỉ thừa lệnh hành sự thôi, không cần biết Trác Thành Phong có tội hay là không, vẫn phải giải hắn về kinh thành. Bà đại ca, tôi thật không hiểu ý của anh. 3 năm, 3 năm sau nếu ngươi còn ở trong trại thần cơ, ngươi sẽ hiểu ý của ta. Chẳng hạn như Trác Thành Phong vậy, dạy hắn từ bộ hình về kinh thành, thật ra có nhiều điểm khả nghi lắm. Trác Thành Phong là người tốt hay là người xấu, hắn có làm ác hay là không ta không biết,
thử hỏi tao làm được cái gì. Đang bị trọi độc, tôi đi coi thử nha. Chàng giết ta đi. Nghe được không? Ai à? Ai làm gì? Ta chỉ làm hai. Tiêu, người này nhớ kỹ, làm người nhất định phải can đảm, đừng có sợ, nhớ đừng có rút lui trước mặt cái địch của người, tương lai chắc chắn người sẽ thành công. Bà đại ca, tôi sẽ nhớ kỹ lời nói của anh. Tốt. Ta sẽ phá hại cổ chứ. Nếu người chỉ phá cổ, ta sẽ cho người đi. Người đừng bước tới nha. Người bước tới nữa ta sẽ giết cổ liền. Thank you.
Có đây nhân. Họ ở đâu? Trác Thành Phong trốn mất rồi. Cái gì? Chuyện lần này là tại tôi. Vì hắn bắt cô kia để uy hiếp chúng tôi để hắn chạy thoát. Ngươi vì một người không quan trọng mà đã thả Khâm Phạm đi. Chuyện lần này tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngươi chịu cái gì? Quan thượng biết ngươi hay sao? Nếu quan thượng giáng tội xuống thì sẽ giáng tội ngươi sao? Dù bất cứ giá nào cũng phải bắt Trác Thành Phong. Điều đại ca anh thấy sao hả? Tôi đã khỏe là nhiều. Đừng có đơn xin lỗi. Tôi đã liên lụy cô. Đại ca đừng nói vậy. Nếu không có đại ca chắc là tôi đã chết rồi. Tôi nghĩ chắc chúng ta đã đi lạc đường. Không biết chừng nào mới có thể đưa cô về sân trại được. Đại ca yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đi về được mà. Cô vừa thả cái gì vậy? Là quả điểu. Là cha của tôi cho tôi. Khi nào tôi gặp nguy hiểm chỉ cần thả quả điểu lên trời, cha tôi sẽ lập tức tới cứu tôi liền đó. Cha của cô tính chuyện rất là kỹ. Chắc ổng là người cha rất hiền đó ha. Phải. Cha tôi là người tốt lắm. Tuy là tôi bị mụ từ lúc nhỏ, nhưng mà tôi có người cha tốt như vậy tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Cô cẩn thận nha. Đây của nương là cái đàn đó. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, nghe cô nói như vậy tôi thật muốn quỳ với cha cô. Một lát anh sẽ thấy mặt ổng. Chắc cha tôi cũng muốn quen với anh lắm. Nhiều lúc tôi cảm thấy trời thật là bất công. Sao Tiêu đại ca lại nói như vậy? Những tên chuyên môn làm ác, hà hiếp cướp bóc lại được hưởng vinh hoặc phú quý. Nhưng mà một người tốt như cô nương vậy, cặp mắt lại bị mù, không thấy được gì. Tôi không quán trách trời đất đâu. Vì đợi người mất cái này thì được cái khác. Nếu như tôi không bị mù, chưa chắc tôi có người cha tốt như vậy đâu. Tuy rằng cô nương là người nhỏ tuổi, nhưng cô cũng biết suy nghĩ quá. Cha của tôi dạy tôi đó. Ông còn cho tôi biết thêm, người nào cũng có khuyết điểm. Chẳng hạn như người có tướng mạo đẹp đẽ, có người có tướng mạo rất xấu. Nhưng mà mãi tới bây giờ tôi cũng chưa biết cái nào là đẹp, cái nào là xấu. Nhưng cô nương vậy là đẹp đó. Còn tôi thì xấu. Tiêu đại ca, anh nói cho tôi vui à? Tôi cũng phải nói cho cô vui đâu. Cô đẹp thiệt đó. Thật ra đẹp hay là không đối với tôi không có quan trọng. Nhưng mà tôi rất muốn coi thử tướng mạo của anh ra sao. Tiếc rằng nguyện vọng này của tôi chắc không bao giờ thực hiện được đâu. Hay là vậy đi, tôi vẽ bức tranh vẽ cái mặt của tôi tặng cho cô. Chờ khi nào cặp mắt của cô sáng lại rồi, cô sẽ thấy được tướng mạo của tôi. Tốt quá, anh nhất định phải tặng cho tôi. Tiêu đại ca, tôi không có cái gì để tặng cho anh. Hay là tặng con quả điểu này cho anh nha, coi như là vật kỷ niệm. Vậy đâu có được. Con quả điểu này là cha của cô tặng cho cô để phòng thân. Nhưng mà cha tôi cũng có nói, nếu như tôi thích tôi có thể chuyển tặng cho người khác. Anh nhận đi, không chừng mai mốt anh sẽ cần tới đó mà. Vậy được. Nhưng mà trước khi tôi nhận món quà này, tôi mong cô hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi, nếu mà tôi làm được tôi chắc chắn sẽ hứa với anh. Ở trấn Thành Đức có một ông Tiêu đại phu, y thuật rất là cao minh. Có lẽ ông sẽ trị được cặp mắt của cô sáng lại. Cặp mắt của tôi
không thể nào trị được đâu. Linh cô nương, quay thử đi, không chừng sẽ có hy vọng mà. Vậy à? Vậy tôi hứa với anh, tôi nhất định sẽ đi. Anh nhận đi nè. Từ nay về sau, mong anh được bình yên, không cần dùng tới quả điểm này. Cảm ơn cô. Là cha hả? Cha tôi tới rồi. Tú Thanh. Cha. Thiệt là cha hả? Để xảy ra chuyện gì? Cha vô đây rồi nói. Con giới thiệu người này cho cha biết nha. Anh là Tiêu Đại Ca. Hôm nay nếu không có Tiêu Đại Ca, chắc con đã chết dưới tay của tên gông cuộn đó rồi. Ơ, chuyện gì vậy? Sao con nghe có tiếng rút đau vậy? Không, cha thấy đói bụng nên cắt đồ ăn thôi. Thiếu chút nữa con quên, con có nướng con gà đó, con lấy cho cha ăn nha. Ừ. Cha, gà nè. Tiêu Đại Ca, sao anh không nói chuyện với cha tôi vậy? Tôi quên giới thiệu, đây là cha của tôi. Trên đời này chỉ có ông thương tôi nhất đó. Chào Đinh Đại Hiệp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây hả? Cha, Tiêu Đại Ca là người tốt đó. Thành con, đừng có tin người quá dễ dàng. Cha đã dạy con rồi mà, ở ngoài đời có nhiều người xấu lắm. Đúng rồi, Đinh Đại Hiệp nói rất đúng. Đừng tin người dễ dàng, nhiều lúc người thân nhất của mình cũng có thể lừa gạt mình đấy. Người khác thì tôi không tin, nhưng mà tôi quyết định tin nó hai người. Vì người thương tôi nhất trên đời chỉ có hai người thôi. À đúng rồi cha, Tiêu Đại Ca nói tướng mạo của anh xấu lắm. Cha cho con biết tướng mạo của anh ra sao đi. Tiêu huynh đệ tuấn tú đẹp trai, cử chỉ hiên ngang, đúng là anh hùng hào hắn. Ờ, Tiêu Đại Ca anh gạt tôi ha. Đinh cô nương, tướng mạo đẹp hay không quan trọng, làm người nhất định phải quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng của mình. Nếu mà cứ làm những chuyện trời đất không tha, lừa gạt luôn người thân duy nhất của mình, dù tuấn tú hiên ngang là sao, tôi nói có đúng không vậy? Tiêu huynh đệ, kinh nghiệm của ngươi còn non lắm. Ở ngoài đời có nhiều chuyện mình không thể tự chủ được, ngươi biết không hả? Im đi. Đường là cho bản thân mình chọn, tránh hay là tà, tự mình có thể chọn lựa. Ngươi có thể lựa chọn được hay sao? Vậy là ngươi quá ngây thơ rồi. Ủa, hai người nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Đừng có nữa. Có nhiều chuyện không hiểu còn hơn là hiểu rồi đau khổ hơn. Tiêu Đại Ca nói cái gì vậy? Đừng có nữa. Tôi phải đi rồi, tôi cố bảo trọng nha. Tại sao vậy Đại Ca? Đang nói chuyện vui vẻ hả? Tiêu Đại Ca không tiện ở lại đây. Đi. Tiêu Đại Ca. Cha, cha mau chặn Tiêu Đại Ca về cho con đi. Tú Thanh à, con yên tâm đi, cha nhất định sẽ chặn hắn về mà. Ngươi tưởng là ngươi trốn được sao? Ta chạy ra ngoài này vì không muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt của Đinh cô nương mà thôi. Ngươi đừng có nói như nữa. Ta nghĩ tình ngươi đã cứu con gái của ta, giao tên này cho ta đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không được, nếu như ngươi muốn dẫn tên này đi, hãy giết ta trước đi. Ngươi đừng có ép ta đó nhỉ. Con nghiệp cho Đinh cô nương quá, cậu cứ tưởng rằng ngươi là người cha hiền lành, chắc cổ đâu có thể nào ngờ được người mà cổ kính nể nhất là một tên ma đạo giết người muốn chết thiên hạ. Ngươi im đi. Vì Đinh cô nương, ngươi đừng có làm nữa nhé. Cho dù ta không có làm nữa, ngươi là người cuối cùng mà ta phải giết. Con trắng ra đi. Cha, cha, nếu cha giết Tiêu Đại Ca, cha giết luôn con đi. Thanh Nhi, Tiêu Hùng, hôm nay ta nể tình cô gái của ta, ta tha chết người. Tiêu Đại Ca, anh bảo trọng nha. Thành Phong. Thành Phong. Hễ tiền tao thì là trao múc. Ờ, ngân phiếu ở đây nè. Được rồi, hai người ở đây vui vẻ đoàn tụ đi.
trách nhiệm của tôi đã hoàn thành. Cảm ơn đại hiệp đã cứu chồng tôi. Khỏi cần phải cảm ơn tôi. Tôi cứu hắn chỉ vì nửa tấm ngân phiếu này thôi. Sau này nếu trác đại nhân chịu trả bằng ngân phiếu nữa, muốn tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được. Về. Thành Phong. Tiêu. 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 Bạn ca, có thấy trác Thành Phong không? Có. Nhưng mà định bạn bắt đi rồi. Tất cả đều vô dụng. Tôi không thể nào đánh thắng. Tôi vô dụng. Tôi vô dụng. Anh đi hướng nào vậy? Hướng nào? Làm tức lên được. Chặn nó lại cho bằng được. Tú Thanh. Ra cha cũng lo sẽ có chuyện này xảy ra. Rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi. Nếu mà cha không muốn con biết, tại sao bao nhiêu năm qua cha vẫn giấu con ra ngoài làm những chuyện ác nhân như vậy? Con tưởng cha có thể trọn lưỡi sao? Đặt chân vào giang hồ rồi, bước lên bước thứ nhất, cho dù có té ngã cũng phải đứng dậy để mà đi mà. Con không nghe, con không nghe nữa. Con không muốn cha của con là người ta nhẫn để mất tên. Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, dù ông có bắt tôi, trói tôi lại, tôi cũng không kêu ông bằng cha nữa đâu. Cha hứa với con là từ nay cha sẽ không giết người nữa, được chứ? Mắt của tôi đâu có thấy cái gì. Những gì của ông làm, tôi làm sao thấy được? Còn không tin cha hay sao hả? Được rồi, bây giờ cha quỳ trước mặt của con để thề độc, từ nay cha không giết người nữa. Cha. Con. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Đừng khóc hả? Cha nghĩ là chúng ta không thể tiếp tục ở đây được nữa. Cha định là sẽ cùng với con đi về quê để sớm những ngày tháng yên tĩnh và thay đổi tên họ nhé. Có tên gì chưa? Dạ chưa. Nhất định phải kiếm cho được tụi nó về, đừng để người nào sống sót. Phải giết được tận gốc rồi. Mày vào, mày vào. Một lát chúng ta chia ra đi kiếm. Nhất định phải kiếm được trác Thành Phong. À, cái này của ông. Tôi không biết gì hết đâu. Tôi không biết gì đâu. Không biết tới nó không gì? Tôi không biết gì hết. Nó mới tới làm ngày hôm nay. Đừng đánh cha tôi. Bắn nó lại. Đi. Nói. Phi Thiên cầm lưng ở đâu? Tôi thật sự không biết. Tôi thật sự không biết mà. Không biết hả? Đừng đánh cha tôi mà. Có lẽ ông thật sự mới được di chuyển. Cầm miệng lại. Mày chịu nói không? Tôi thật sự không biết. Xin đừng giết con tôi. Xin đừng giết con tôi. Xin đừng giết con tôi. Người không chịu nói, tao giết nó liền. Tôi xin ông đừng giết con tôi. Đừng giết con. Mày cứng miệng hả? Để tao giết nó mà. Mày muốn gì? Lúc mà chưa có chứng cứ chứng minh ổng là người của Đinh Bằng, tao không thể giết ông. Mày lấy tư cách gì nói câu này? Đừng có di chuyển. Chuyện khác thì tao có thể làm lơ, nhưng mà ông làm sát người vô tội. Nếu ta không làm gì, nó đâu có chịu nói ra Đinh Bằng ở đâu. Nó họ thật tình không biết thì sao. Thà giết lầm 1000 người còn hơn là bỏ sót 1 người. Chính vì câu nói này của ông, đâu có biết bao nhiêu người nào mà không biết không. Ông cũng có cha mẹ gì dở con gì.
ta không biết gì hết. Ta chỉ biết quan thường người chỉ là ta phải bắt sống chắc Thành Phong. Những chuyện khác ta không cần biết. Không lẽ người chỉ này đối với ông quan trọng như vậy, làm ông đánh mất lương tâm giết người bừa bãi sao? Cần biết. Người chỉ là thuộc hạ của ta thôi, không có tư cách nói chuyện với ta gì. Nếu không phải là tôi đã chịu hết nổi, tôi cũng không làm như vậy. Từ ngày ông bắt được Trác Thành Phong cho đến lúc áp giải lên kinh thành, thật ra có nhiều điểm khả nghi lắm. Tôi chưa có muốn hỏi ông. Ông muốn hành hạ Trác Thành Phong như là một con thú vậy. Tôi có phản đối ông hay không? Nhưng mà nếu tôi về tới kinh thành, tôi nhất định sẽ tâu với hoàng thượng về những chuyện tôi đã thấy. Mình tưởng rằng hoàng thượng tin lời đó của ngươi sao? Nếu như ông giết chết hai cho con hợp, dù cho ông kiếm được là Trác Thành Phong, tôi cũng sẽ không trị thương thắng đâu. Được, nếu mà các ngươi đều cho rằng làm vậy là được, vậy chuyện ngày hôm nay coi như không có xảy ra. Coi chừng phía trước có mai phục, chúng ta chia ra coi thử. Có sao không vậy? Lúc ở quán trọ ta cũng nóng nảy thiệt, nhưng cũng vì bất đắc dĩ thôi. Trác Thành Phong là khâm phạm của triều đình, hoàng thượng nói là phải đích thân thẩm vấn hắn, cho nên ta mới gấp như vậy. Tôi cũng rất là gấp lắm, nhưng mà không phải là gấp rồi muốn giết ai cũng được đâu. Ta biết, ta cảm ơn người đã nhắc nhở ta. Tại giết người cánh tay này của Bạch Đại Ca mà. Lúc ta vừa gặp hắn thì hắn đã bị đâm mười mấy nhát dao rồi. Ta định cứu hắn, nhưng hắn đã bị sôi xuống vực sâu rồi. Là ai đi giết anh? Ông nói cho tôi biết đi. Là thủ hạ của Đinh Bạc. Những người ở trong tử quán toàn là người của Đinh Bạc. Tụi nó chạy đi báo tình để tập kích Bạch Vũ. Người trong quán rượu là người của Đinh Bạc sao? Người đã hại chết hắn rồi. Nếu ngươi không tha cho bọn nó thì làm sao Đinh Bạc biết được? Và Bạch Vũ cũng đâu có chết. Bây giờ ngươi biết lỗi được sao? Đối với kẻ địch, thật không thể nhẫn từ những người đàn bà được. Thank you.
Ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại. Tiểu Thanh. Cha. Tiểu Thanh, con đi đâu vậy? Cha có nghe tiếng của quả điểu không? Tiểu đại ca đang gặp nguy hiểm. Bây giờ cầu cứu với mình đó. Sự sống chết của nó không liên quan tới cha nữa. Tiểu Thanh. Tiểu Thanh. Các người lại đây, ta đi tìm Tiểu Thanh. Dạ. Dạ. Tiểu đại ca. Tiểu đại ca. Tiểu đại ca, anh ở đâu vậy? Tiểu Thanh à. Tiểu đại ca, anh ở đâu? Tiểu Thanh. Tiểu đại ca. Chuyện gì? Cha. Chuyện gì vậy? Tiểu đại ca, chuyện gì vậy hả? Nói cho em biết đi. Tôi đã nói lét cho cô. Cha. Tiểu Thanh. Cha. Tiểu Thanh. Cha. Cha của con đã giết nhiều người lắm rồi, nhưng mà không ngờ lại chết dưới tay của một người tốt như con nhớ. Cha đừng nói nữa, con đi cha đi kiếm đại phu, con đi cha đi kiếm đại phu. Đừng có đi, cha muốn, cha muốn, cha muốn. Cha ông đã chết rồi. Tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh không chịu tha cho người thân duy nhất của tôi? Vì ông đã giết chết người bạn thân duy nhất của tôi. Cha đã hứa với tôi, từ nay ông không giết người nữa. Ông sẽ cùng với tôi sống cuộc sống khác, tha tình đổi họ. Con tưởng thay tên đổi họ thì có thể giải quyết tất cả sao? Cô biết có bao nhiêu người vô tội để chết chúng ta có ông hay không chứ? Giết cha tôi, giết cha tôi. Cô nghe tôi nói đi. Giết cha tôi. Cô dừng lại đi à, nghe tôi giải thích. Nếu như cô đánh tôi rồi, cô cảm thấy vui vẻ hơn thì cô đánh đi à. Đem nhân đi kiếm hết rồi, nhưng mà vẫn không thấy hắn. Trong lúc này mà lại bỏ đi mất dạng không tung tích gì cả. Tiểu nhân đã phát giác hành tung của Trác Thành Phong, bây giờ đang đi về hướng của thành Tây. Được, chúng ta lập tức chia ra đi kiếm. Ai bắt được hắn lập tức giải hắn về kinh thành. Qua khỏi đồng bằng này chắc không dễ gì bắt được chúng ta được. Cô người. Thế sao? Anh thấy đau bụng quá. Cố gắng thầm một lát đi, anh đưa em đi. Em thấy sao hả? Thành Phong, anh đừng có lo cho em nữa. Anh hãy mau trốn đi. Em mà đi theo anh nữa chỉ liên lụy anh thôi. Cho tới bây giờ em vẫn nói vậy với anh. Những ngày tháng khó khăn nhất chúng ta cũng đã qua rồi. Dù chết chúng ta cũng phải chết chung. Chắc không thể nào chờ được nữa. Em hãy ráng lên, anh đưa em đi gặp đại phu. Bác, em hãy ráng lên. Dù bằng mọi cách chúng ta cũng phải gặp được con của chúng ta. Em ở đây chờ anh, anh làm tới đây chứ đại phu. Tôi muốn tìm đại phu, phu nhân của tôi bị đầu thai, sắp sanh rồi đó. Đại phu đâu? Đại phu đã đi về quê rồi. Nửa tháng sau ông mới về đây. Vậy có ai biết đỡ đẻ không hả? Có không hả? Không có. Ông chủ, ở đây có ai biết đỡ đẻ không hả? Ông hỏi gì kỳ vậy hả? Tiệm của chúng tôi bán vàng mã thôi à.
Tôi hỏi ông ở đây có ai biết đợi đẻ hay không? Nói mau, tôi không biết mà. Vô đi. Thầy quan, các quan kiếm chúng tôi có chuyện gì? Như gì đây cả? Tôi có một chuyện muốn nhờ hai vị giúp đỡ. Làm phiền hai vị đưa cô nương này tới nhà của Tiêu đại phu, hẻm Tam Gia, Trấn Thành Đức. Rồi đem lá thư này trao cho ông đi. Khách quan, Trấn Thành Đức cách đây xa lắm mà. Năm lượng bạc này thưởng cho hai vị. Cảm ơn khách quan nha. Xin hãy yên tâm đi, chúng tôi sẽ đưa cô này tới Trấn Thành Đức một cách an toàn mà. Đúng vậy. Còn 5 lượng bạc nữa, chờ sau khi làm xong chuyện rồi Tiêu đại phu sẽ thưởng cho hai vị. Cảm ơn khách quan nha. Làm phiền hai vị. Dạ được rồi. Nhưng mà hai vị nên nhớ kỹ, tôi là bộ đầu của Trại Thần Cơ. Nếu như cô nương này bị mất đi một sợi tóc, tôi nhất định không tha cho hai vị nữa. Kiếm được rồi. Trong lỗi ngàn lỗi đều là lỗi của tôi. Mấy cái làm qua không có lỗi, nhưng tội đâu có liên lụy vợ con. Ta xin người, vợ ta sắp sanh rồi, bà còn đang ở trong rừng. Nếu người được cứu bà, mạng của ta sẽ thuộc về người. Muốn chém muốn giết tùy ý của người. Được, ta phải giết người. Em đừng. Đau. Em đừng. Đã không tới rồi. Đừng sợ. Đừng sợ. Đừng sợ. Đừng sợ. Không sao đâu. Đừng sợ. 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 Đau quá. Đại phu, mau qua đi. Sao hả? Mau coi bệnh cho bà. Mau lên. Bỏ cái đạp xuống. Bỏ cái đạp xuống. Người đừng còn, ta biết làm sao rồi. Em có sao hả? Không sao đâu, có đại phu ở đây mà. Không sao đâu. Đại phu, mau cứu bà đi. Nè, con của chúng ta nè. Con của mình nó giống anh lắm đó. Vậy giống anh. Giống anh. Giống anh có gì tốt chứ. Nữ kiếm người của anh phiêu bạc giang hồ, hôm nay không biết được chuyện ngày mai. Anh chỉ muốn con của chúng ta sống như những người bình thường thôi. Đứa bé sơ sinh dễ bị bệnh phong hàn, phải cẩn thận. Cảm ơn nha. Chú đại phu, cảm ơn đại phu. Hôm nay nếu như không có đại phu, tôi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta mong ngươi hãy nhớ những gì ngươi đã hứa với ta. Hãy yên tâm, tên của Trác Thành Phong này một lời đáng ngàn vậy. Ta không bao giờ nuốt lời đâu. Xin hãy cho ta thêm một ngày, ta sắp xếp cho họ xong rồi, ta sẽ đi theo ngươi. Thật ra thấy gia đình của ngươi được đoàn tụ, ta thật không nỡ lòng bắt ngươi đi, làm cho các người cốt nhục chia ly. Nhưng mà tội ác của ngươi tại trời, nếu ta thả ngươi đi thì ta có lỗi với những người đã bị ngươi giết. Ta tội ác tại trời hả? Những người thật sự làm ác mà lại không bị gì hết. Nhưng mà thôi đi, ai làm sai ai làm đúng, không ai có thể xét xử được. Ngươi định nuốt lời sao? Ta cho ngươi biết, ta đi theo ngươi không phải vì ta tội ác tại trời,
chỉ là ta sẵn sàng giao mạng của ta cho người thôi. Đặt tên cho con trai của ta đi, vì ta biết sẽ không còn dịp thấy mặt của nó nữa. Đặt cho nó một cái tên tốt, coi như cha của nó tặng cho nó một món quà. Mẹ tôi lại cho ta. Trả con lại cho ta, không được buông tới, nếu không tôi giết nó liền. Bỏ đi, trả con lại cho hắn đi. Hắn đã hứa theo chúng ta về kinh thành rồi. Đúng vậy, người tin lời của tên cáo già này sao? Hắn gạt ngươi thôi. Không đâu, bỏ đại nhân. Xin đại nhân đừng làm. Đây không phải chuyện của ngươi, ngươi tránh ra. Cố thiệt rồi, trả con lại cho ta. Ngươi muốn sao ta không chịu hứa? Trác Thành Phong, ta đã hứa rồi, ta sẽ bắt sống ngươi về cho hoàng thượng, ngươi tin chứ gì? Trả con lại cho ta. Trả con lại cho tôi. Bạn, tại sao? Tại sao phải làm gì? Bây giờ người thấy hắn tội nghiệp, nhưng người có biết là hắn đã hại chết bao nhiêu người không? Người đã biết hắn đáng tội mà. Hắn có sao không à? Hắn đã bị trúng độc nặng, theo tôi thấy hắn chỉ sống được 2 ngày. Qua khỏi con sông này bên kia là kinh thành rồi, dùng kim châm cầm độc chán đi. Vì đã hứa với hoàng thượng nhất định phải bắt sống hắn, không thể làm cho hoàng thượng thất vọng. Chất độc trên mình quá, tạm thời đã cầm được. Tại sao? Tại sao phải cố ta? Xin người hãy giết ta đi. Hôm nay người phải chịu khổ vì nghiệp chướng quá nặng, cho nên trả báo trên mình vợ con. Nghiệp chướng của ta quá nặng. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết hối cải. Ngươi cho là ta nghiệp chướng quên. Vậy ta hỏi ngươi, ta đã làm cái gì? Ta đã làm cái gì? Ngươi hạ hiếp cướp bóc tôi không thể tha. Cách đây 3 năm, vụ thảm án 18 mạng người của nhà họ Trịnh bị tàn sát do ngươi làm. Không phải, không phải, ta không có làm, người ta hãm hại ta thôi. Có công văn phê xuống đàng hoàng, ngươi còn dám nói là có người hãm hại ngươi? Muốn dù hoàng giao à, đâu có gì khó đâu. Bây giờ ngươi còn muốn tối cãi nữa. Ta cũng sắp chết rồi, nói trong một ngày vợ con thứ nhất của ta đã chết trước mặt của ta. Tất cả dinh dưỡng của trên đời đối với ta còn quan trọng gì nữa? Không lẽ giờ phút này ta còn lừa gạt ngươi hay sao? Được rồi, ngươi cứ nói là có người hãm hại ngươi, tại sao không phải làm vậy? Ngươi nói đi. Ngươi có biết quan hệ giữa ta và Cổ Thiên Ân hay không? Thật ra ta và hắn là sư huynh đệ. Lúc mà chúng tôi còn nhỏ, đã bái mặt thiên quê của phái Côn Luân làm sư phụ. Câu chuyện này nếu mà kể ra, phải kể từ sư mẫu của ta. Có một hồi hoàng đế tôi gặp được sư mẫu của ta đã yêu thích mình.
Sau khi điều tra rất lâu, sư phụ mới biết được người mà đứng ở sau lưng chủ sự bắt cóc Sương Mộng thì ra là hoàng thượng đương kim. Lúc đó sư phụ đã già rồi, sư phụ vốn không có cách nào nhập cung để mà cứu Sương Mộng. Cách mấy năm sau, sư phụ không thể chờ nữa, đã dẫn hai sư huynh đệ chúng tôi lén vào hoàng thượng. Sau khi nhập cung rồi, chúng tôi mới biết được thì ra Sương Mẫu đã chết rồi. Sư phụ vì quá tức giận nên đã đi kiếm tên vua dốc đó để tính nợ. Đây, xin lỗi tha mà. Nhưng mà sư phụ không có giết tên vua chó được. Nhưng mà bác hắn phải giết một tấm giấy, bác hắn phải giết ra hết những việc làm bị ổi của hắn. Đúng rồi, bây giờ ta không giết người, nhưng việc làm bị ớt của người ta sẽ truyền lại cho người đời sau biết. Để lão bá tánh ở đây biết được ngươi là một ông vua bất nhân vô liêm sĩ, giả nhân giả nghĩa là hậu quân. Chiếc hùng đó, ta và sư phụ của ta đã chạy thoát được. Sau khi sư phụ của ta qua đời, ta đã nhập cung nhiều lần muốn cứu sư đệ, nhưng mà lại không biết nó ở đâu. Hắn đã làm gì cho hoàng thượng rồi? Đúng vậy, cái tên súc sanh đó đã phản bội sư môn, làm việc cho tên vua chó đó. Nó bắt tay vào tấm giấy cho nó, đương nhiên là ta không chịu, cho nên mới phải cổ thiết ẩn tới đuổi giết ta. Kể từ lúc đó, bắt buộc ta phải sống lưu lạc giang hồ. Trong thời gian qua, sợ dĩ hắn không giết người là vì tấm giấy đó sao? Đúng vậy. Bây giờ tấm giấy đó đâu? Đâu rồi? Ở đây. Ta giấu tấm giấy đó ở trong cái thẻo này. Ngươi hãy lấy ra cho ta đi. Sao? Ngươi không dám à? Rắc nhìn ra. Rõ sự thật rồi chứ gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ đem tờ giấy này truyền lại cho ngươi đệ đi, cho lão bá tánh được biết, biết rõ bộ mặt thật của hoàng thượng. Ngươi làm gì? Tại sao ngươi làm vậy? Ta không muốn gì tấm giấy này, mà ta phải sống phiêu bạc thiên nhai, cho nên ta muốn người giống ta vậy. Ta thấy khó chịu lắm. Tiêu đại phu, xin hãy tội nghiệp cho ta, giết chết ta đi. Ta xin người, ta xin người. Xin thứ lỗi. Cảm ơn đại phu. Nhưng gì ta có thể làm cho ngươi? Chỉ có vậy thôi.
Hãy coi chừng Trác Thành Phong đi. Để như yên. Hắn vĩnh viễn không trốn được. Tại sao người nói gì vậy? Hắn đã chết rồi. Chết rồi. Đừng có khẩn trương nha. À, lão già. À, đến cô nào. Coi thử đi. Cô thử mở mắt ra đi. Đi. Tôi sợ quá. Cô đừng sợ. Cô phải có tự tin mới được. À. Cô từ từ mở mắt ra đi. Từ từ mở ra nha. Mở ra đi. Cô nhìn ta đi. Sao hả? Cô thấy sao hả? Tôi thấy được rồi. Tôi thấy được tất cả. Vậy thì là tốt quá rồi. Chúng ta đã thành công rồi đó. Thưa đại phu, cảm ơn đại phu. Cảm ơn nhiều. Tôi thật sự đã thấy được rồi. Tôi thấy được tất cả rồi. Đa tạ đại phu. Đa tạ đại phu. Tôi thấy được hết rồi. Chà, cô định lát nữa sẽ đi. Con vừa mới về tới thì phải đi nữa. Con định đi đâu vậy? Con đã tìm được con đường con muốn đi. Dạ. Xin cha bảo trọng. Nếu là vậy, cha cũng không muốn ép buộc con. Thưa cha, con có một chuyện muốn xin cha. Con hãy nói đi. Xin cha hãy săn sóc cho đường con. Vì con thật sự đã nợ của cô quá nhiều.
Vậy công tử ngoài phòng khách kia nãy là ai vậy hả? Con muốn nói công tử nhà tôi hả? Thật là chưa đại ca. Bây giờ anh ở đâu? Công tử đi rồi, vừa mới đi thôi. Đi rồi. Con biết anh đi đâu không hả? Chừng nào mới trở về? Tôi không biết, nhưng tôi nghe nói là công tử không trở về đây đâu à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.